Xin chào các bạn đến với Hana Vlog Cuộc Sống San Jose. Hôm nay ông xã mình sẽ đóng một cái giường tầng gồm có 4 giường, 2 giường full và 2 giường twin. Trước khi đóng giường, mình cũng đã order về một cái giường tầng đóng như vậy. Nhưng khi ráp vào thì thấy nó không có chắc chắn lắm, mà thấp nữa. Kê tình thì cũng lớn, mà lại thích ngủ ở tầng trên, nên ông xã mình quyết định mua cây về để đóng một cái giường tầng. Các bạn cùng theo dõi xem ông xã mình sẽ đóng giường như thế nào và thành quả đạt được sẽ ra sao nhé. Trong nhà không đủ rộng để ráp nên hai cha con phải bật đèn lên để đem ra sân bên hông nhà để ráp lại. Trước khi đóng giường, ông xã mình cũng đã tính toán để mua cây về mài cho nó được láng, cho đẹp rồi mới đóng vào. Khi ráp xong, nếu thấy ok, sẽ để như vậy rồi sơn lên. Bây giờ ông xã mình sẽ sơn hết cái giường và để như vậy khoảng một tuần để cho bay mùi sơn, rồi lau chùi sạch sẽ, tháo ra lại, rồi mới đem ráp vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên ông xã mình đóng một cái giường. Mình muốn ông xã mình làm 2 tầng, 4 cái giường để dư một cái thì lúc nào có cháu mình hay là có khách đến chơi thì cũng sẽ có giường để ngủ lại. Khi sơn xong và để ở ngoài để cho bay hết mùi thì sẽ lau chùi sạch sẽ, tháo ra và Kevin sẽ cùng ông xã mình cùng nhau ráp lại cái giường hoàn chỉnh ở trong phòng. Em sáng tắm sáng nên nó hỏi mom ok không mẹ? Sau hơn một tuần thì cái giường cũng đã bay mùi và mình cũng đã lau chùi sạch sẽ và ông xã mình cũng đã tháo ra lại từng phần. Bây giờ là Kevin cùng ông xã mình sẽ cùng nhau ráp lại cái giường ở trong phòng cho hoàn chỉnh. Các bạn hãy cùng theo dõi để xem thành quả sẽ như thế nào nhé. We'll be right back.
đây là thành quả của ông xã mình khi đã đóng xong một cái giường tình rất là chắc chắn, thoải mái, đơn giản không kiểu cọ như ở mua ở ngoài, nhưng được cái là rất chắc chắn, cũng không tệ phải không các bạn? Mấy đứa nhỏ nhà mình rất vui và rất là thích. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, và nếu thích kênh của Hana, vui lòng bấm like, share and subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.